trang chủ của Hà Nội FC, Hà Nội Football Club vừa chia sẻ. Vào ngày mai, 13 tháng 5, thủ môn Phí Minh Long sẽ phẫu thuật đầu gối tại bệnh viện 108. Minh Long đã gặp chấn thương trong thời gian tập luyện trở lại sau dịch Covid-19. Cụ thể, Minh Long bị chấn thương vùng khớp gối. Kết quả chụp thông thường, tổn thương dây chằng chéo trước, rách độ 3 sừng sau sụn chêm ngoài, ít dịch khớp gối. Sau quá trình điều trị, thì đầu gối của Minh Long còn bị đau khi xoay và không trụ vững. Bộ phận y tế đã quyết định đưa Minh Long đi phẫu thuật đầu gối nhằm chữa dứt điểm chấn thương. Dự kiến, Minh Long phẫu thuật vào ngày mai và cần 2 tháng để hồi phục.